tirando más. ¿Cómo? Just a second. Hey, now. Bien, pai. Añez de zanx. Mấy em cũng đã nghe thấy. Chẳng nói em chưa có biết. Gốc tích của em à nhé, thế nào? Em là môn đệ của bà giáo sư Hương Phụng. Đã nhập môn, cầu đạo từ nhỏ. Rồi tới chừng có con cái, chồng con rồi. Thì không có thấy lo đạo được. Đổi. Hôm nay trở về hành đạo. Chồng là Vũ Quảng Năm, sở hiến binh. Em nếu tính ra thì đã nhập môn có trên 20 mấy năm. Gia đình bởi vậy cho nên không có vào hàng thánh, tức như không vào hội thánh, mà làm một vị chức sắc của thế đạo. Lát nữa và sẽ tân phong hễ qua số nước thì bà qua ban phép lành rồi thì cả thái mấy em đều cầu nguyện đến xin Đức Kitô và Phật mẫu ban ơn cho em đủ can đảm, đủ năng lực đặng gánh vác quyền thiêng liêng của Đức Kitô cũng đã giảng phó. Mấy cái phẩm thế đạo và nói cho rõ ra cho mấy em hiểu, nặng nhất là bên hội thánh nam nữ trong chức tước của thế đạo gọi là tiếng Pháp rồi gọi là Cor Leic, họ cũng đứng vào hàng phẩm của chức sắc thiên không kia được. Nhưng mà họ không có thế gì phế đời hành đạo. Nên Đức Chúa Trời đã để sẵn cho họ bốn cái địa vị. Bốn cái địa vị hay ho lạ lắm. Bước hiện tại, tất nhiên là cả thái đều nghe cổ tục của chúng ta. Vị đẳng ngon gọi là thánh hiền, tất nhiên hiền là kế hàng thánh. Hồi lúc xưa kia mà họ giữ cái khuôn khổ đạo nho thánh cũng hiền, nó không phải dễ. Bậc hiền là phải làm thế nào gương mẫu cho cả thái như nơi nào, bất kỳ người nào, bất kỳ nơi nào mà mình để cảm đến cho thấy mình là người hiền. Cái gương mẫu hiền nó có thế một cách gián tiếp, dầu một ngôn ngữ hay là văn từ ta không có thế dạy người, mà ta dạy với cả hành vi của ta, cử chỉ của ta, nếp hạnh của ta cho thiên hạ noi theo gương ấy, cư xử lý nhau trong xã hội. Xã hội nào mình đến thì cái gương hiền mình đó nó phải trải ra. Còn phần sự thiên liêng của Đức Chúa Trời tôn giáo phó thì gần gũi những người chưa có đạo, tặng đổ lỗi họ, thức tỉnh họ, đời quá mê muội gì, công danh quyền lợi của đời họ không có nghĩ đến, không có tưởng đến, mà có ông vị hiền đến dục tỉnh họ lại, họ nhớ quả căn kiếp của họ, nhất là họ nhớ cái tu của họ. Thấy rằng cơ quan phổ độ về thế đạo
Trời lên bực. Quốc sĩ. Thấy hiện tại rồi. Có hữu dụng cho cả nhân quyền xã hội được bất kỳ nơi nào đến. Thì mình đi tới cái địa vị là chỉ như mình. Có thế mình làm sao cho nước trị nhà yên được. Mình nói rằng có thế binh vực cả tương lai mạng vật của một nước được. Bởi vì nhờ có cái bực hiền tại của mình đó, mình đã giáo hóa người được rồi, thì tất nhiên thiên hạ theo mình. Mà theo mình tất nhiên mình có thế tâm một số người mà đã theo mình cũng như thế. Cái bực hiền như Tăng Tử, như Mạnh Tử kia, Dầu Hàm Thánh, thì về Thiên Liên cho hội tại thế họ cũng là ông hiền. Rồi hãy thiên hạ nghe, giáo ra được, thì một mình phục sự cho xã hội trong một cái nước được. Còn nước của mình, hay nước của nước nào khác nữa. Cái đi giáo đạo hồi xưa là như vậy. Cái nước nào không có ra xuất hiện ra bực hiện, thì bực hiện tại nước khác đến giáo đạo. Mấy cha mới có bây giờ ở bậc hiện tại chí thủy rồi đó. Họ một họ giao qua thiên hạ được rồi, họ phục vụ cho một nước được, như Vino de Behan đã các cha cố trước kia phục vụ cho một nước được, nước Việt Nam thì lên cái hạng phẩm chí thủy quốc sĩ. Mình chí sĩ, nhưng mình có thêm mình giúp nước được, nó thành là quốc sĩ. Cái từ chừng mà mình đứng cái địa vị quốc sĩ rồi, lên hàng phẩm đại phu, mình giúp ích cho một nước được, tức mình giáo hóa cả một quốc dân đó được. Đại phu là người lớn lượng tư, mọi người lớn đó là ít kiếm được lắm. Thánh chưa người ta rất là hạ mình của người ta, mà hãy người nào mà được thiên hạ tôn tặng là đại phu đó là quá chừng, là lớn lắm. Rồi làm đại phu đã giao qua nước đó được. Nếu mà cả cái đạo hạnh của mình, cái đạo đức của mình phổ biến ra cả toàn thiên hạ, dầu mình còn ở một chức đầu làm thủ tướng hay làm tể tướng hay làm đệ đại phu hay làm bất kỳ gì, mà mình có thêm giáo hóa nước được, tất nhiên mình có thể hiện ra cái là đạo ở trong mình. Đã phải coi mình là gương mẫu đạo đức của cổ truyền đấy lại. Lên phu tử. Thì phu tử là tất nhiên là thầy cả thiên hạ. Có thứ bị giáo đạo, giáo hóa thiên hạ, đằng lòng. Mấy em nghe cái đó. Bốn cái tước vị về thế đạo là hiện tại. Quốc sĩ, đại phu, phu tử. Nếu mà một ngày kia có vị đại phu thay vị phu tử mà được tân phong lên tòa thánh thì vĩ đại lắm, trọng thể lắm gì thôi. Mà từ hồi nào giờ thì trong đạo có đại vĩ, có được hiện tại thôi, chứ chưa có đấy quốc sĩ, chưa có ai được quốc sĩ. Rồi qua làm phép tấn phong cho